7 yêu quái nửa người nửa rắn đầy đáng sợ trong truyền thuyết. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Trong rất nhiều những câu chuyện truyền thuyết cổ xưa thường kể về những sinh vật mang dáng vẻ nửa người nửa thú, và nổi tiếng nhất trong đó chính là loài rắn. Và các bạn có tin bí ẩn về truyền thuyết thanh xà bạch xà nổi tiếng của thần thoại Trung Hoa là hoàn toàn có thật hay không? Tại sao nữ quái Medusa trong thần thoại Hy Lạp lại mang dáng vẻ đáng sợ đến như vậy? Và thần rắn Naga vì sao lại được kính ngưỡng trong nhiều nền văn hóa đến như thế? Cùng với đó là rất nhiều những sinh vật mang dáng vẻ nửa người nửa rắn khác mà chúng ta còn chưa biết hết. Vậy thì trong video ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và khám phá ngay các bạn nha. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng khám phá về câu chuyện thanh xà bạch xà. Các bạn thân mến, bạch xà chuyện là một trong những truyền thuyết dân gian nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Trong câu chuyện có nhắc tới hai con nữ yêu quái nửa người nửa rắn, đó là thanh xà bạch xà, chính là hai con rắn đã tu luyện thành tinh. Trong một ngày tiết thanh minh đẹp trời, bạch xà đã biến phàm xuống núi, hóa thân thành bạch nương tử. Nàng và tiểu thanh, tức là thanh xà, cùng nhau đến Hàng Châu bên cầu Đoạn Kiều đi chơi, nhưng mà gặp phải trời mưa. Nhờ có Hứa Tiên cho mượn ô mà hai người từ đó quen biết nhau. Bạch Nương Tử và Hứa Tiên không lâu sau đã thành thân, kết duyên vợ chồng. Pháp Hải biết chuyện Bạch Nương Tử và Tiểu Thanh là yêu quái nên đã nhiều lần ra tay để trừ yêu diệt ma. Và trong câu chuyện dân gian Trung Quốc bạch xà chuyện, Hòa Thượng Pháp Hải đã lừa Hứa Tiên đến Kim Sơn, và bạch xà đã dùng nước nhấn chìm chùa Kim Sơn để cứu lấy Hứa Tiên. Cuối cùng thì bạch xà đã bị Pháp Hải đánh bại, nhốt dưới chân tháp Lôi Phong. Tuy nhiên trên thực tế đây là một dị bản biến dị một cách trắng trợn, vì thực tế trong văn hóa tâm linh của người Trung Quốc cổ đại, những loài động vật như là rắn, cáo, chồn và một số loài khác sau khi hấp thụ tinh túy của trời đất sẽ có được công năng nhất định. Chúng thường tu luyện xuất ra hình dáng con người rồi đi hút khí tinh hoa trên thân người. Chúng vừa gây hại cho con người, vừa làm cho đạo đức nhân gian bại hoại. Tuy nhiên, ma cao một thước, đạo cao hơn một trượng. Những loài yêu quái này thường bị những bậc cao tăng, đạo sĩ có đức hạnh cao hàng phục và diệt trừ. Và lần này, bạch xà cũng không tránh khỏi đại kiếp khi gặp phải Pháp Sư Pháp Hải. Còn chàng Hứa Tiên vì u mê nữ sắc mà không phân biệt được đúng sai nên đã bị lừa gạt. Vì nếu ở gần nữ yêu, con người sẽ bị hút mất khí tinh hoa mà ngày càng gầy mòn, ốm yếu và dẫn đến chết. Thực tế, chuyện bạch xà và Hứa Tiên cũng không phải là chuyện ca ngợi tình yêu mà là câu chuyện cao tăng trừ yêu diệt ma. Câu chuyện đồng thời cũng cảnh báo cho con người thế gian không nên trọng sắc tham dục. Pháp lý trong trời đất là yêu và người không thể sống chung được với nhau, càng không thể trở thành vợ chồng. Bởi vậy, hình tượng Pháp Sư Pháp Hải chính là chính diện, là hiện thân của bậc cao tăng đắc đạo cứu người cứu đời. Và đây cũng chính là bài học cảnh báo cho con người về mối nguy hiểm sắc dục, chứ không phải là câu chuyện ca ngợi tình yêu lãng mạn mà nhiều người vẫn nghĩ. Và có một thực tế là câu chuyện này hoàn toàn là có thật chứ không hề là hư cấu như nhiều người vẫn tưởng. Quả thật, có một danh lam thắng cảnh rất nổi tiếng bên Hồ Tây ở Hàng Châu, cảnh đẹp nức lòng người, đó chính là Lôi Phong Tháp Chiếu, nơi đại sư Pháp Hải đã giam giữ yêu quái Bạch Tố Trinh. Vào ngày 25 tháng 9 năm 1924, tháp Lôi Phong sừng sững có tuổi đời hàng nghìn năm bị sụp đổ. Sau khi sụp đổ và khai quật, mọi người đều vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra có một cung điện ngầm nằm dưới tháp Lôi Phong. Lật tảng đá ra, người ta phát hiện một hộp xá lợi làm bằng sắt nổi bật nằm ở trung tâm của cung điện dưới lòng đất, nặng hơn 200 kg. Bên trong tháp có một chiếc hộp nhỏ màu vàng kín như bưng, thường được gọi là kim quan. Và theo các nhân viên tiến hành công tác khai quật, có hàng chục con rắn trắng đông cứng đã được tìm thấy tại hiện trường, nên mọi người đều cho rằng những con rắn trắng này chính là hóa thân của Bạch Tố Trinh. Ở dưới cùng của tháp Lôi Phong có một tảng đá rất lớn, và điều này hoàn toàn trùng khớp với câu chuyện thần kỳ về thanh xà bạch xà. Wow, thật là bất ngờ phải không các bạn? Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với một con quái vật cũng đáng sợ không kém. Vị trí thứ hai đó là Medusa. Nếu các bạn đã từng xem những bộ phim nổi tiếng về thần thoại Hy Lạp thì chắc chắn không thể không nhắc tới chuyện người anh hùng Perseus tiêu diệt nữ quái vật Medusa, một con quái vật có đôi mắt đỏ ngầu cùng với mái tóc nhung nhúc những con rắn đang gào rít. Theo như truyền thuyết, trước kia Medusa từng là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc bồng bềnh cực kỳ quyến rũ và là con gái của Perseus và Ceto, là hai vị thần nguyên thủy của đại dương. Song cô không mang trong mình sức mạnh và vẻ ngoài như hai cô chị, mà lại có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Vì thế Medusa đã tự mãn cho rằng mình còn đẹp hơn cả nữ thần Athena, là vị nữ thần tài giỏi và thông minh bậc nhất trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần của trí tuệ, nghề thủ công mỹ nghệ và đồng thời cũng là vị thần đại diện cho chiến tranh chính nghĩa và cũng là vị thần bảo hộ cho thủ đô Athens của Hy Lạp. Quay trở lại với câu chuyện của Medusa thì với sắc đẹp của mình, Medusa đã thu hút thần biển Poseidon. Khi mà bị Poseidon đuổi theo, Medusa đã chạy vào đền thờ Athena và nghĩ rằng ở đây thì cô sẽ được nữ thần bảo vệ. Thế nhưng dù đã cầu xin Athena thì Medusa vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Poseidon. Sau đó, Athena đã tức giận và biến Medusa trở thành nữ quỷ có khả năng hóa đá bất cứ ai nhìn vào đôi mắt chết người đó, biến mái tóc tuyệt đẹp của nàng trở thành thân rắn.
tay của Medusa thì cứng như đồng và móng thì sắc hơn dao. Từ đó, Medusa trở thành một nữ quỷ khủng khiếp và không ai dám đến gần. Đây có lẽ là một cô gái bất hạnh nhất trong thần thoại Hy Lạp mà chúng ta từng biết đến. Tuy nhiên, sau 7749 cuộc nghiên cứu, King Look TV đã phát hiện ra sự thật thì đây chỉ là phiên bản bị bóp méo mà thôi. Vì trong truyện nguyên tác chưa qua cải biến, Medusa bẩm sinh đã là một Gorgon, tức là nữ quái tóc rắn giống như hai cô chị gái của mình là Steno và Ariel. Tuy chỉ có điều, hai cô chị là bất tử còn Medusa thì là người duy nhất có thể giết chết và cũng nổi tiếng nhất trong ba chị em. Xét thấy câu chuyện thì chưa đủ hấp dẫn và để cho câu chuyện thêm phần kịch tính, hút khách nên một nhà thơ người La Mã có tên là Ovid đã phóng tác thành câu chuyện Medusa gần như hoàn toàn khác với bản gốc. Chứ thực tế thì nữ quái này sinh ra đã xấu ma chê quỷ hờn rồi nha. Và thần biển Poseidon hay nữ thần Athena đáng làm gì mà lại còn bị người đời vu oan quá trời. Bởi vậy, thân là thần thì thường là những đấng siêu nhiên luôn che chở, bảo vệ cho con người thì không bao giờ có thể độc ác và có tâm địa xấu xa đến như vậy được. Vì nếu làm như vậy chắc chắn họ sẽ là những người bị trừng phạt trước, chứ không thể ung dung làm thần mãi được như vậy. Nên dù sao, mọi người xem phim thì hãy lý trí và hiểu rằng các vị chính thần thì luôn là những người cực kỳ là thanh cao và có đạo đức, nên chúng ta không nên phỉ báng những vị thần đó nha. Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu về một nữ yêu quái rất nổi tiếng trong truyền thuyết Nhật Bản. Thứ ba, Yamata no Orochi. Các bạn biết không, Yamata no Orochi hay còn được gọi là Bát Kỳ Đại Xà, chắc chắn là con yêu quái nổi tiếng nhất trong những câu chuyện dân gian của Nhật Bản. Yamata no Orochi, đúng như tên gọi, được miêu tả là một con rắn khổng lồ có 9 cái đầu. Trong đó, bát ở đây là 8 chỗ mà từng nhánh được tách ra thành đầu. Thân hình khổng lồ của Orochi được miêu tả trải dài 8 thung lũng và 8 quả đồi. Phần bụng chung cho 8 cái đầu lúc nào cũng nhanh nhét máu. Tưởng tượng thôi là đã thấy hình dáng của nó vĩ đại và kinh khủng tới cỡ nào phải không các bạn? Các loài cây cỏ, rêu mốc mọc trên mình Orochi giúp nó ngụy trang trước người thường. Và điều đáng sợ hơn là con quái vật này không chỉ có sức mạnh khủng khiếp mà món ăn ưa thích của nó lại chính là thịt người. Yamata no Orochi đã gieo rắc vô số tai ương cho con người thời đó và cuối cùng thì nó cũng không thoát khỏi lưỡi kiếm của những người dũng cảm đã ra tay trừng trị. Nên bởi vậy, dù là trong văn hóa nước nào thì các bạn sẽ thấy đã là mấy con yêu quái thì sẽ không thể ung dung hành ác mãi được mà sớm muộn cũng bị diệt trừ. Tiếp theo là một con mãng xà cực kỳ đáng sợ và nguy hiểm đã xuất hiện trong 81 kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng. Thứ tư, mãng xà tinh trong Tây Du Ký. Nói đến hành trình thỉnh kinh đầy gian khổ với 81 kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng trong Tây Du Ký là chúng ta không thể không nhắc tới những yêu quái với muôn hình muôn vẻ đã góp phần tạo nên khảo nghiệm tâm tính và sự kiên định trên con đường tu hành của 4 thầy trò này. Hẳn là các bạn còn nhớ những yêu quái nổi đình nổi đám như là Bạch Cốt Tinh, con yêu quái đã khiến cho Tôn Ngộ Không suýt bị Đường Tăng từ mặt, hay như đàn yêu tinh nhện trong tập phim Lạc vào động Bàn Tơ. Và đặc biệt nhất là Tôn Ngộ Không đã đại chiến với mãng xà tinh trong tập 11 Tuyệt Vực Biến Thông Đồ, một tập phim trong phần 2 của Tây Du Ký được phát sóng vào năm 2000. Trong phim, mãng xà tinh được miêu tả là yêu tinh có vẻ đẹp tuyệt mỹ, làm rung động lòng người. Để duy trì nhan sắc, mãng xà tinh thường bắt cóc trai tráng trong thôn khỏe mạnh, lấy máu của họ uống để cải thiện nhan sắc và làn da nhăn nheo. Và khi nguồn cung cấp máu đã bị cạn kiệt, mãng xà tinh sẽ lộ nguyên hình là một bà lão xấu xí già nua. Vậy nên, các đấng nam nhi mà háo sắc và không giữ mình được vững vàng thì rất dễ là bị những yêu nữ quái dẫn dụ và lừa gạt lắm đây nha. Vì vậy mà để trừ yêu diệt ma, bảo vệ dân làng, các đồ đệ của Đường Tăng đã ra tay trừ diệt con yêu nữ này. Và có một bí mật cực kỳ thú vị và bất ngờ đấy là khi phát sóng trên phim, nhiều người cho rằng con mãng xà tinh trên màn ảnh chỉ là sản phẩm của Photoshop hoặc một đạo cụ của đoàn phim. Nhưng thật bất ngờ là ở tập cuối 11, trong phân cảnh Tôn Ngộ Không chiến đấu với mãng xà tinh, đạo diễn Dương Khiết đã cho con chăn thật vào đóng. Không may là con chăn thật đã trốn thoát ra khỏi bên ngoài khu rừng nhân lúc đoàn phim đang bận rộn chuẩn bị cho cảnh quay. Và khi thông tin này được tiết lộ, hầu hết ekip của Tây Du Ký đều tỏ ra vô cùng hoang mang và lo sợ. Trong giai đoạn này, các diễn viên và nhân vật hậu kỳ can đảm lấy mạng sống ra đánh đổi cho những thước phim quý giá nhất. Và khi kết thúc cảnh quay, con chăn đã được nhân viên tìm thấy và trả lại cho đạo diễn Dương Khiết. Đúng là một sự hy sinh và đánh đổi quá lớn phải không các bạn nhỉ? Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với một thần thú rất nổi tiếng trong các câu chuyện thần thoại. Thứ năm, thần rắn Naga. Nếu bạn nào mà mê phim Thái Lan thì chắc chắn là không còn lạ gì với thần thú Naga nhiều đâu phải không nào. Naga là một con vật trong truyền thuyết của Ấn Độ giáo với thân hình rắn thường được miêu tả nhiều đầu đáng sợ, mang bành, mõm chó cùng những con mắt lồi ra trông khá là hãi hùng. Chúng được miêu tả là những vị thần rắn hổ mang trong thần thoại Ấn Độ và được con người tôn sùng vô cùng nhiều. Tuy nhiên, mỗi vùng lại có những câu chuyện khác nhau, đặc biệt ở các nước Đông Nam Á có rất nhiều truyền thuyết về Naga. Chúng thường xuất hiện dưới dạng nửa người và nửa còn lại là dạng rắn cuộn tròn trông cực kỳ đáng sợ.
hình tượng Naga gắn liền với truyền thuyết về sự khai sinh của đất nước được gọi là Campuchia ngày nay. Theo đó, nhà vua đầu tiên sáng lập ra Campuchia đã đến đây và đem lòng yêu công chúa Naga. Sau khi vượt qua nhiều thử thách, nhà vua đã cưới được công chúa và họ cùng nhau trị vì vương quốc. Những người Khmer sau này được coi là con cháu của họ và theo quan niệm của người con dân xứ Angkor thì rắn ba đầu tượng trưng cho thiên, địa, nhân, năm đầu thì theo truyền thuyết ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Còn thần Naga bảy đầu tượng trưng cho sự đắc đạo trong tu hành và chín đầu chính là con rắn dẫn lên thiên đàng. Rắn thần Naga chín đầu có thể được tìm thấy trên nhiều công trình điêu khắc, các bức tượng ở những ngôi đền, tháp cổ Khmer. Những người dân Khmer thậm chí còn mai táng một con rắn độc cùng với quan tài của người chết với đức tin rằng thần rắn sẽ bảo hộ linh hồn của những người chết khi sang thế giới bên kia. Mà mình còn nghe nói ở Thái Lan có một ngôi đền có tên là Wat Roy Phra Phuthamas Phumanorom, có một bức tượng rắn khổng lồ thần Naga tráng lệ. Mặc dù bức tượng này có một đầu thôi nhưng vẫn là thần rắn Naga đấy. Và tiếp đến là một quái vật mẹ đã sinh ra vô số những con quái vật xấu xí bậc nhất trong thần thoại Hy Lạp. Thứ 6, Echina. Echina trong thần thoại Hy Lạp mang hình hài của một người phụ nữ, một nửa là rắn. Sinh vật này được biết đến là vợ của quái vật đáng sợ nhất Hy Lạp Typhon. Echina được gọi là mẹ của tất cả các quái thú bởi hầu hết các quái vật trong thần thoại Hy Lạp là con của nữ quái này. Điển hình như là những cái tên quá quen thuộc như con rồng chín đầu Hydra, chặt một cái đầu của nó là xác định nó khuyến mãi nhân đôi thêm hai quả đầu, cùng sức mạnh đáng sợ khó ai có thể địch lại nổi. May sao mà nó đã bị người anh hùng Hercules tiêu diệt để trả lại sự bình yên cho dân làng. Tiếp đó là con chó ba đầu Cerberus, cai quản địa ngục đáng sợ, ngăn chặn không cho những linh hồn trốn thoát, và nó cũng là pet cưng của thần địa ngục Hades. Hay như Chimera, con nữ quái có đầu và phần thân của sư tử, đuôi là của một con rắn vân vân, cùng với rất nhiều những gương mặt vàng trong làng quái vật mà ai nghe xong cũng phải hãi hùng. Theo truyện Telgoni của Sirius mô tả Echina như sau: nữ thần khốc liệt Echina, nửa cơ thể bên trên là một cô gái cực kỳ xinh đẹp và một nửa là một con rắn khổng lồ to lớn và khủng khiếp với làn da đen bóng và yêu thích ăn thịt tươi sống. Được biết sau khi thất bại với kế hoạch lật đổ thần Zeus, Echina được khoan hồng và phải trốn tránh khỏi những vị thần cũng như trần thế. Echina được cho là hiện thân của những gì xấu xa và cặn bã nhất trên thế giới này, nên là thôi, đáng bị trừng trị và biến đi đâu thì đi chứ, lại sinh sôi đẻ thêm một lũ quái vật nữa thì có mà họa lớn luôn. Tiếp theo là một con quái vật cũng nổi tiếng trong thần thoại của Nhật Bản. Thứ 7, Nureonna. Các bạn ạ, lại là một yêu nữ đáng sợ trong truyền thuyết Nhật Bản lưu truyền. Nureonna là một con yêu quái với cơ thể của mãng xà, với móng vuốt nhọn hoắt và cái đầu của phụ nữ. Nureonna chính là nỗi khiếp sợ của cư dân các vùng ven biển và ven sông. Nureonna dịch ra có nghĩa là người phụ nữ ướt, bởi vì phần lớn thời gian yêu quái này lặn dưới nước, chờ đợi những nạn nhân xấu số đi gần mặt nước để sơi tái. Với thân hình dài ít nhất 30 mét, đầy cơ bắp mạnh mẽ, Nureonna dễ dàng cuốn chặt lấy con mồi và lôi xuống nước làm thịt. Món ăn ưa thích của nó chính là thịt và máu người. Đặc biệt, Nureonna còn có một tia nhìn đầy chết chóc. Bất cứ ai nhìn vào ánh mắt của nó đều ngay lập tức bị tê liệt, cũng có thể là do quá sợ hãi cũng nên. Nói không ngoa khi có thể ví Nureonna cứ như là Medusa phiên bản Nhật vậy. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá rất nhiều những sinh vật mang dáng vẻ nửa người nửa rắn xuất hiện trong rất nhiều những câu chuyện truyền thuyết của khắp nơi trên thế giới. Bạn cảm thấy ấn tượng với sinh vật nào nhất? Hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu thích video thì đừng quên cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.